cả nhà. Chào cả xin nhà chào, yêu chào dấu nhà. Hôm nay là Thị Bình và cậu ba hội ngộ. Hôm nay xin Thị chào Bình mọi và người. Thị Bình và cậu ba là hội ngộ đó nha. Cả nhà hôm nay có muốn nhận quà của Thị Bình và cậu ba không? Những chào ai? Cả nhà, chào cả nhà nha. 2000 mấy người rồi kìa anh Đạt ơi. Lên luôn, lên luôn. Mọi người ơi, lên luôn. Hôm nay là phải cho cả nhà nhìn thấy Thị Bình với lại cậu ba cho cả nhà mình đỡ nhớ ha. Chứ lâu quá. Đâu lát nữa gặp rồi đó. Lát nữa gặp rồi hả? Lát nữa gặp trên TV á. À, nhưng mà lúc đó là anh em mình già rồi, đâu có còn là trẻ đẹp như bây giờ nữa đúng không? Ôi trời ơi, 5.700, 6.000 người rồi, 10.000 người, 20.000 người đi, em sẽ chia sẻ bí quyết. Chào cả nhà nha, chào tất cả mọi người. Chào cả nhà, chào cậu ba kìa. Chào. Trời, bao nhiêu năm rồi cậu ba vẫn đẹp trai đúng không? Cậu ba về Thị Bình. Nói chung là 24 năm sau. Kìa, hello mợ ba với cậu ba. Mợ ba với cậu ba xin chào. Chào, xin chào em, xin chào. Mọi người share livestream cho cậu ba với Thị Bình đi nha. Để lát nữa sẽ nhận quà nha. Cuối cái livestream này chúng ta sẽ nhận quà của cậu ba với Thị Bình nha. Hôm nay là cậu ba với Thị Bình xuất hiện là để tặng quà cho mọi người nè. Very nice luôn hả? Cảm ơn nha. Bây giờ cả nhà mình biết không, anh Cao Minh Đạt ngày hôm nay rất là dễ thương. Hôm nay mặc đồ cậu ba nè đó. Em cũng mặc đồ Thị Bình. Fashion bây giờ hả? 12.000 người rồi. Ngày hôm nay á là rất là vui. Tại vì hai anh em ngẫu hứng với nhau thôi. Nói là hôm nay là, nói chung là hôm nay rủ hai anh em mình đi nhậu. Nói thôi vậy qua nhà em nhậu đi. Với lại á, lâu lắm rồi khán giả ai cũng hồ hởi mong chờ là cậu ba và Thị Bình hội ngộ. Thì ngày hôm nay tụi em đã hội ngộ rồi nha. Mọi người thỏa lòng mong ước chưa? 14.000, oh my god, lên 15.000 rồi nha. Trời ơi, thích quá, thích quá. Cả nhà mình nhớ share cái livestream này để cuối cái livestream này đó, Kim Anh sẽ tặng son. Thị Bình và cậu ba sẽ tặng son cho mọi người nha. Coi như đây là một món quà mà Thị Bình và cậu ba muốn làm kỷ niệm gửi đến tất cả quý khán giả yêu thương. Mở nhạc nè. Lẹ lẹ. Gửi đến khán giả yêu thương những món quà. Nãy chứ nghe chó cắn kỳ quá. Nhạc không có mà nghe chó sủa bên kia không à. Rồi ở khổ lắm, cậu ba với Thị Bình á, lâu lắm rồi mới gặp nhau cho nên hẹn hò nhau ở một nơi rất là dễ thương và lãng mạn. Mà tự nhiên mấy bà chó bên kia bà sủa sùm. 18.000 rồi nha. 18.000 người á anh. Tưởng tượng không? 18.000 người đang coi cái livestream của mình á. Cảm ơn 19.000 thôi. Cảm ơn mọi người nha. Anh nhìn thấy không? 19.000 người đang coi nè. Lớn lên chút em. Xin chào cả nhà nha. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã dành tình cảm cho bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa cũng như tất cả các diễn viên trong phim nha. Xin chào đây. Đó. Nói chung là hôm nay hai anh em ngẫu hứng 20.000 luôn rồi. Tất cả mọi người hãy chắc mở nhạc kia đi, mở nhạc này sợ. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi cái livestream này. Hôm nay thì hai anh em chúng tôi ngẫu hứng mặc đồ của Thị Bình, mặc đồ của cậu ba để Thị Bình cũng như là cậu ba gặp gỡ tất cả mọi người. Tại vì có thể nói là sau 24 năm thì mọi người bắt đầu nhìn quen với lại cái hình ảnh đó là dạ cậu ba già nua và Thị Bình nua già. Cho nên là hôm nay nói thôi hai anh em mình ngẫu hứng livestream cho khán giả đỡ mong chờ mặc đồ cậu ba, mặc đồ Thị Bình để chúng ta cùng chia sẻ cũng như là cùng giao lưu với nhau ha. Cả nhà mình chia sẻ cái livestream này để cuối cái livestream này đó thì cậu ba với Thị Bình sẽ tặng những thỏi son rất là dễ thương này nha, tặng cho tất cả mọi người những cái thỏi son như thế này để mọi người làm kỷ niệm của Thị Bình và cậu ba nghe. Ôi trời ơi, nè bật mí nha. 25.000, 26.000 người đang coi cái livestream này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cậu ba ơi, cậu ba có nhiều người đang rất là thắc mắc là cậu ba hát nghe hình như là có coi một cái clip nào đó cậu ba hát rất là hay. À, bữa đó đi sinh nhật đó. Rồi có uống chút bia vô rồi vui lên hát. Đẹp hát không? Vui thôi mà. Thì hôm nay cậu ba hát cho mọi người nghe. Chết rồi, chết. Phải có nhạc đúng không? Phải có nhạc cậu ba mới hát được không?
Nói chung là cả ngày hôm nay là Kim Anh cố tình làm cái livestream này để chúng ta cùng giao lưu với nhau, tất cả quý khán giả yêu thương, cũng như là gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã yêu thương bộ phim Tiếng Sét Trong Mưa của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Và ngày hôm nay thì và cộng thêm nữa là tất cả quý khán giả yêu thương Thị Bình cũng như là cậu Ba. Cho nên là hôm nay Kim Anh và cậu và anh Đạt là mặc bộ đồ trong nhân vật để cho cả nhà mình đỡ thương, đỡ nhớ nha. Sao ạ? Rất là nhiều người hỏi cậu Ba với Thị Bình luôn kìa. Cả nhà mình nhớ share, chia sẻ cái livestream này để cuối livestream Thị Bình với lại cậu Ba sẽ tặng những thỏi son của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine nha, để cho mọi người có một món quà làm kỷ niệm của Thị Bình và cậu Ba Khải Duy nhé. Đó, em yêu phim cậu Ba với Thị Bình lắm, cảm ơn bạn. 31.000 rồi. Bây giờ thì Kim Anh sẽ bật mí cho cả nhà về lý do tại sao mà ngày hôm nay Kim Anh rất là nhớ mọi người. Thứ nhất á là livestream để giao lưu cùng với anh Đạt nè. À, trời ơi đó, cậu Ba rất là lãng tử. Hôm nay là cậu Ba không có vuốt tóc vuốt lên nữa, để rất là trẻ trung đúng không? Và Thị Bình, cho nên hôm nay chia sẻ luôn một món quà muốn gửi đến tất cả quý khách hàng yêu thương của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine. Đó chính là hộp viên uống Hair Lord được chiết xuất từ cỏ đuôi ngựa nè và cây tầm ma. Vì vậy cho nên là sẽ giúp cho cái nang tóc của mình á. Cái này là hộp, này là hộp viên uống mọc tóc nha cả nhà. Cái này là coi như là Kim Anh đã uống thử, coi như là em uống thử lúc mà em sanh bé tin á, là em uống thử nghiệm của nó, được sản xuất tại Pháp. Bên Pháp gửi mẫu thử về thì em uống khoảng chừng 1 năm trời, thì bắt đầu những cái chỗ mà mình hói chỗ này nè anh Đạt biết không, là nó bắt đầu nó mọc ra quá trời luôn. Hèn gì anh nhớ cái lúc, cái thời lúc mà đóng cái phim Tha Thứ Cho Anh hả, Tha Thứ Cho Anh, lúc đó là em lại nói là tóc rụng. Đúng rồi, tóc rụng kinh khủng mà Tha Thứ Cho Anh, tóc em ngắn nữa nha. Dạ, tóc lúc ngắn đó, tóc, cái đó là anh tưởng đâu là em để em mót. Không dám mót đâu, rụng muốn chết luôn á. Bởi vậy nên nè, kiểu tóc ngắn á. À thì ra lúc đó rụng tóc hả? Rụng lắm. Trong Tiếng Sét Trong Mưa em cũng bị rụng khủng khiếp luôn. Sau đó thì bên Pháp họ mới gửi mẫu thử về. Thì Kim Anh uống trong vòng thời gian mà cũng gần 1 năm mấy, gần 2 năm rồi. Thì tới hôm nay em mới bắt đầu sản xuất được. Đó, cho nên nè, cả nhà mà để ý là tháng ngày 14 tháng 11 năm vừa rồi là Kim Anh cắt tóc ngắn luôn. Cắt luôn cái mái vậy nè. Mà Kim Anh uống tới giờ này là tóc đã dài ra tới đây luôn. Anh thấy không? Tóc chắc luôn không? Ừ, tóc nó dài nè anh. Tóc dài hơn cái đợt mà Tiếng Sét Trong Mưa rất nhiều. Chà, chị chắc cho đăng ký 1-2 hộp về uống chứ. Trời ơi chị nhỏ. Giờ, tại vì mọi người ơi, tại vì bây giờ tóc anh á, thường á, thì mình anh gọi đầu anh thấy nó cũng rụng nhiều lắm. Chắc là phải xin phải nhờ Kim Anh thôi. Yên tâm, bà xã uống luôn. À đúng rồi, đúng rồi. Ừ, đem về cho bà xã uống luôn. Thì đây là cái hộp Hair Lord nha. Kim Anh không có bán lẻ, vì vậy cho nên mọi người muốn mua hàng á, thì liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên nha. Đây là viên uống mọc tóc chống gãy rụng được chiết xuất từ cây tầm ma và cây và cỏ đuôi ngựa. Vì vậy cho nên là mọi người nhỏ thế. Cho nên là mọi người đăng ký liền nha. Cả nhà mình biết sao không? Thật sự ra khi mà cái tóc mình rụng á, rụng là lý do tại sao? Lý do đó là anh biết không, cái cọng tóc của mình á, khi mà mình nhổ ra thì nó có một cái cục tròn tròn á, người ta gọi là nang tóc. Nếu mà anh nhổ tóc thì hay là gốc. Đúng rồi, cái gốc á, gọi là cái nang tóc. Và khi nang tóc của mình yếu thì nó sẽ teo đi. Và khi mà teo đi như vậy á, thì mình có gội đầu hay là mình có bổ sung ở bên ngoài, nó cũng không thể nào mà cho cái nang tóc nó to ra được. Vì vậy cho nên đây là chiết xuất từ cỏ đuôi ngựa với lại cây tầm ma, cho nên là nó mọc tóc nhanh nè, nó hạn chế gãy rụng, cũng như là nó giúp cho cái nang tóc bự ra, và từ đó thì cái tóc của mình nó chắc mà khỏe, nó không có rụng nữa nha cả nhà nha. Cái này là mình cái hộp này là 650 một hộp nha cả nhà. Không cho trẻ em uống nè, cũng như là các chị em phụ nữ mà đang có em bé hay đang cho con bú thì không nên uống. Chừng nào sanh em bé xong, cai sữa rồi thì lúc đó thì mình sẽ uống nha. Uống cái này thì các bạn phải kiên trì, và được sản xuất tại Pháp luôn nha cả nhà. Đây là hộp viên uống mọc tóc Hair Lord được sản xuất tại Pháp,
và do công ty mỹ phẩm Laura Sunshine của Nhật Kim Anh nha, của Nhật Kim Anh luôn chứ Kim Anh không có làm đại sứ, cũng không có làm đại diện gì hết nha. Thì hôm nay chia sẻ với mọi người về cái viên uống Helios. Rồi bây giờ thì cả nhà mình có thể hỏi anh Cao Minh Đạt nè, phỏng vấn anh cậu ba đi nè, cậu ba xuất hiện rồi mà không ai phỏng vấn kìa, quá trời quá đất luôn. Tặng cho em cây son, yên tâm mọi người cứ share cái livestream này, thì cuối cái livestream này đó thì Thị Bình với cậu ba sẽ gửi tặng nha, gửi tặng son để làm kỷ niệm trên cây son Laura Sunshine đó, thì cả nhà mình sẽ thấy được khắc chữ NKA của Nhật Kim Anh ở trên đây, và ở trên thân cây son á thì sẽ có chữ ký của Nhật Kim Anh ha, chữ ký của Nhật Kim Anh, chữ ký của Nhật Kim Anh ở phía sau, và đây là logo của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine. Thị Bình và cậu ba tặng son cho em với nhé. Mọi người phải share livestream nha, cuối cái livestream này thì Thị Bình mới bắt đầu tặng nha, chừng nào bấm cái chữ tặng nằm trên comment của ai thì người đó mới được nhận nha. Anh ơi, cậu ba ơi, Thu Thảo Lê kìa, đây là bạn Thu Thảo Lê là báo bên Family, bạn rất là dễ thương và nói chung là dành anh với em đó, kêu em nhảy xong thì nhảy đi đó, đó, cô vừa phải thôi nha cô Thu Thảo Lê nha. Cô đừng có đối xử với tôi như vậy, cô đừng có muốn chiếm cậu ba mà cô bất chấp như vậy, nghe chưa? Cô nghe chưa? Cô đừng có ỷ cô là báo thì cô muốn giết tôi thì cô giết hả? Em xe rồi nha Thị Bình ơi, chị mau về cào mặt bà Hạnh Nhi. Cào mặt bà Hạnh Nhi đi, em tức quá. Phải không? Phải cào mặt Hạnh Nhi không? Hay là cào mặt... Nếu mà cào mặt không phải Thị Bình đâu. Là ai? Đúng rồi, anh chia sẻ luôn, nếu mà cào mặt thì là ai? Tại vì tính cách Thị Bình không có cào mặt. Đúng rồi, Thị Bình hiền lắm. Thị Bình quăng xuống sông luôn mà. Không có cào mặt đâu, quăng xuống sông thôi. Thu Thảo Lê nghe không? Nghe cậu ba trả lời không kìa. Cậu ba hay đóng vai phản diện, mình hay tức lắm. Nhưng vai cậu ba phản diện này mình ghét ít mà nhiều. Trong người có ác có thương, người đặc biệt là rất chung thủy ngàn năm. Trời ơi sợ. Nói chung là anh Đạt ở bên ngoài nha, hôm nay chia sẻ luôn, anh Đạt ở bên ngoài á là vô cùng hiền, hiền lắm. Trời ơi, ai nói gì nói, ai làm gì làm, hiền khô à. Mà bà xã cũng vậy, bà xã cũng hiền ha, em thấy bà xã cũng hiền khô à. Cho nên là với lại là với tính cách của người này là coi như là không có ai mà chiêu dụ ổng được đâu, ngoại trừ bà xã ổng thôi. Cái này là bên ngoài thôi nha, còn trong phim thì chỉ có Thị Bình thôi chứ không có ai hết á. Hết không còn câu hỏi nào nữa không nè? Cậu ba đánh son đi cậu ba. Thì cậu ba đánh son nữa, cậu ba mắc cỡ lắm, cậu ba hiền khô à, mắc cỡ vô cùng đó. Như Kim Anh đã nói rồi nha, cả nhà mình share cái livestream này về trang của mình, để một lát nữa đây cuối cái livestream á thì Kim Anh sẽ đánh cái chữ tặng nằm ở trên comment của ai thì người đó nhận son nha. Nhớ là phải ghi cái số điện thoại kế bên để nhân viên của bên Kim Anh á họ sẽ liên lạc với các bạn để tặng son nha. Hôm nay là cậu ba với Thị Bình sẽ tặng son cho cả nhà mình. Son là vô cùng đẹp luôn nha. Công ty mỹ phẩm Laura Sunshine là mới ra 6 màu mới. 6 màu mới đâu bánh mèo. Đây 5 màu mới với một cây son dưỡng. Đây đúng rồi. Son dưỡng trong chị chơm vô túi rồi. À vậy hả? Em lấy ra cho mọi người thấy. Đó, cái này là son của Hàn Quốc luôn nha. Son của Hàn Quốc cho nên là sẽ gửi tặng đến cả nhà mình nha. Đây 5 cây son mới đây. Màu rất là hot luôn, đang hot trend năm nay luôn. Cho nên là nhớ là phải share cái livestream này. Thì Thị Bình và cậu ba sẽ tặng son nha. Đây là 5 màu mới và một cây son dưỡng. Đó, anh cầm giùm em luôn đi, hết tay. Nhớ nha. Bây giờ mình sẽ share cái livestream thiệt là nhiều thì mình mới được nhận cái quà nha. À, đây là sản phẩm Helios viên uống mọc tóc mới vừa về, mới từ Pháp về thôi. Cho nên là cả nhà mình đăng ký với tất cả các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua hàng ngay. Tại vì bản thân Nhật Kim Anh không bán lẻ, vì vậy cho nên các bạn đừng hỏi Kim Anh là mua. Giá của nó là 650 và các bạn cứ liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua hàng nha. Còn không thì vào trong cái game này nè, Kim Anh có ghi cái hotline đó. Thì mọi người có thắc mắc gì thì mọi người cũng có thể liên hệ tới công ty để công ty sẽ phản hồi cho tất cả mọi người nha. Viên uống mọc tóc được sản xuất tại được sản xuất tại nước Pháp nha cả nhà. Được sản xuất tại nước Pháp nha. Và Kim Anh đã uống thử nghiệm trong 2 năm rồi, bây giờ uống cho coi nè. Để lát này em gửi cho anh Đạt mấy hộp cho chị.
với anh uống không? Uống chứ. Ôi da. Hai bột. Hai viên. Thôi. Không, một lần mình uống hai viên. Ủa vậy hả? Dạ, em uống hai viên hả? Anh sợ uống nhiều quá tóc anh nó mọc xuống tới chân. Ông cũng hài lắm á. Uống nhiều quá là tóc mọc tới chân luôn đó. Đây là viên uống thực phẩm chức năng, nó giúp cho cái nang tóc của mình đó ngày một to ra, nhưng mà với điều kiện là phải kiên trì. Tại vì các bạn biết nang tóc đó, nó là một cái tròn á, nó khi mà các bạn bóp vào nó rất là cứng, đúng rồi, nó gọi là gốc sợi tóc. Nhưng mà khi mà các bạn, cái nang tóc của các bạn mà bị teo á, nếu mà cái nang tóc mà bị teo á thì nó sẽ rất là dễ bị rụng, cứ vuốt là rụng. Nhưng mà nếu mà các bạn chịu khó uống cái viên uống này của Pháp, các bạn uống một thời gian mà phải kiên trì nha. Với Kim Anh là uống cả năm 2 năm trời á. Chứ còn nếu mà các bạn uống mà 1 2 hộp hay là vài 3 tháng thì không thể nào mà để cho cái nang tóc nó ấy ra được. Nhạc đó em. Nha, cậu ba đẹp trai quá, cậu ba ơi. Cảm ơn em. Nguyễn Ái Loan à. Trời ơi. Cảm ơn Ái Loan nhiều nha. Ái Loan mê trai quá cưng à. Mình thương Thị Bình với cậu ba. Em muốn mèo tặng kỷ niệm. Nói chung là cứ share cái livestream này thì cuối cái livestream này Kim Anh và cậu ba sẽ tặng quà nha. Và nhớ cái hotline của bên công ty nè là 028 35 37 99 99. Đây là hotline của công ty. Các bạn thắc mắc gì thì các bạn cứ việc liên hệ đến nó. Cậu ba ác nhưng có duyên. Chị Bình đóng rất đạt, dễ thương, em ủng hộ hai người, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Hôm nay á, cậu ba rất là dễ thương cả nhà, thấy không? Và cũng chia sẻ luôn nha, trong phim Vua Bánh Mì sắp tới á, thì cậu ba cũng có tham gia nữa, một vai rất là ấn tượng luôn. Và trong đó thì cũng có mẹ của Vua Bánh Mì. Rồi, cả nhà mình... cố gắng chia sẻ cái livestream này thật nhiều nha. Để lát nữa đây thì Kim Anh và cậu ba sẽ tặng son để làm kỷ niệm nha. Kỷ niệm cái ngày hôm nay cậu ba và Thị Bình hội ngộ với nhau. Sau đó thì tất cả mọi người nhớ là 8 giờ tối mở truyền hình Vĩnh Long 1 để coi, theo dõi tiếp tập thứ 38 à? 38, 39 gì? 38, 39 của phim Tiếng Sét Trong Mưa. Nhớ nha. Cảm ơn 32.614 người đang coi cái livestream này của Nhật Kim Anh. Xin cảm ơn tất cả mọi người. 32.000 người đó. Dễ sợ. Và cả nhà mình ơi, nếu như mà yêu thương Nhật Kim Anh và anh Cao Minh Đạt cũng như Thị Bình và cậu ba Khải Duy, thì sắp tới đây á, cậu ba và Thị Bình sẽ có những cái tiểu phẩm nhỏ rất là dễ thương, sẽ được trình chiếu trên cái trang fanpage này. Trang fanpage Nhật Kim Anh có dấu tích xanh nha. Cho nên là mọi người nếu mà thương Thị Bình và Cái Duy thì hãy bấm theo dõi, share livestream và like. Để sắp tới đây Thị Bình sẽ chiếu trực tiếp ở trên này cho mọi người coi những cái clip dễ thương lắm của hai anh em mình nha. Đúng không hai anh em? Nè, Thị Bình với lại Khải Duy, cậu ba Khải Duy là có một cái những cái tiểu phẩm rất là hài hước và dễ thương luôn. Mọi người nhớ chia sẻ nha. Trời ơi, lớp yêu kìa, yêu không à. 32.929 người đang theo dõi. Cảm ơn mọi người. Kim Anh không, Thị Bình không có đọc hết được. Cậu ba với Thị Bình. Thị Bình đóng vai ác nhưng yêu thì thật lòng. Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng là trong phim Tiếng Sét Trong Mưa lần này là cậu ba vô cùng là tuyệt vời, đúng không? Mặc dù ác đó, mặc dù hung dữ đó, nhưng mà thật sự là trong lòng có một cái mối tình chung thủy vô cùng. Cậu ba chia sẻ đi kìa. Cậu ba chia sẻ những cái cảnh quay. Thật ra cái vai cậu ba Khải Duy này không phải là ác đâu. Tại vì nếu mà để ý kỹ những cái tính cách hung bạo hay gia trưởng hay độc đoán là bởi vì nó được hình thành. Bởi vì là được hình thành là sinh ra trong một gia đình giàu có, là cậu ấm. Cho nên nó xảy ra những cái tính cách như vậy là chuyện bình thường. Còn cái chuyện đánh chết người đó là ngoài ý muốn, chứ không phải là cố tình đánh cho chết. Lúc nóng giận quá thì đánh lỡ giống như đánh thằng Lân làm chết gà, là đánh thằng Lân chết, hay là đánh lũ là lúc gì đó gì ghen tuông đó, là lúc đó là chứ không có chủ động. Thì cái vai cậu ba Khải Duy này á, khi anh nhận cái vai này anh rất là thích, là bởi sao? Rất là chung tình và rất là dành cái tình cảm cho Thị Bình, coi như là tất cả. Cho nên là cái vai này phải nói là hay.
vô cùng hay luôn. Nói chung là khán giả ai cũng thương cậu ba hết trơn á. Thậm chí là nhân đây Kim Anh, Thị Bình cũng như là cậu ba cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý báo chí, báo đài đã yêu thương cậu ba cũng như là Thị Bình, và luôn luôn theo dõi và viết những bài báo rất là tuyệt vời để gửi đến những người xem. Cảm ơn quý báo chí rất là nhiều. Em xe rồi nha, mong lát nữa đi, chút xíu nữa mới tặng chứ, bây giờ chưa gì tặng rồi. Chút xíu nữa Kim Anh sẽ bấm cái chữ tặng nè, xong rồi cái chữ tặng á mà trên đầu comment của ai đó thì người đó sẽ được nhận son của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine nha. Tức quá à, bây giờ mình phải đánh một màu đây, đánh màu 01 nè, cho cả nhà thấy cái màu rất là dễ thương, màu 01 nha. Xinh không? Quá dễ thương luôn, rất là nhiều màu, màu đẹp. Chút nữa tươi ha, tươi. Đây là màu 01, là màu màu hồng đào. Rồi, bây giờ cả nhà mình còn cậu ba Khải Duy với Thị Bình ơi, cho em tặng son cho em với nhé. Nói chung là hôm nay là tặng là banh nóc banh nhà luôn nè. Chung thủy với Thị Bình, cảm ơn mọi người nhiều. 40 à. 30, 31. 31. Dạ. Lớp cậu ba và Thị Bình nói chung là rất là nhiều người yêu cậu ba và Thị Bình kìa. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thời gian qua đã dành tình cảm cho bộ phim cũng như là Thị Bình, cậu ba Khải Duy và tất cả các diễn viên ở trong phim nha. Nhiều lắm mọi người đánh cái comment đó, nhưng mà tại vì nhiều quá, tới 30 mấy ngàn người lận, cho nên là mình không có thể nào mình coi hết được. Cậu ba ngầu lòi. Ngầu lòi là ngầu sao? Cậu ba nhìn mỡ ba đắm đuối. Cậu ba ngầu lòi cả, thấy không? Ngọt lòi đẹp trai quá à. Phan Anh ơi, tại sao dùng từ ngầu lòi? Đạo diễn phim này là ai? Anh Nguyễn Phương Điền em. Thị Bình Ui và tác giả nữa. Tác giả là chị Hạ Thu. Chị Hạ Thu là tác giả. Và anh Nguyễn Phương Điền là đạo diễn nha. Làm bộ phim rất là hay, biết chọn dàn diễn viên kỳ cựu, đóng rất hay. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Rồi, rất là nhiều người hỏi về cái viên uống hair loss mọc tóc của Pháp này. Cả nhà mình nhớ liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên giúp giùm Kim Anh nha. Tại vì Kim Anh không bán lẻ, cho nên các bạn có inbox vào trong cái trang nhờ Kim Anh này thì Kim Anh cũng không trả lời cho các bạn được. Cho nên là các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên nha. Còn nếu như mà có những cái thắc mắc về sản phẩm thì cả nhà mình vui lòng liên hệ 0283537999 nha, để được giải đáp tất cả thắc mắc. Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh trong lòng mình luôn là những người nghệ sĩ chân chính. Chúc hai người thành công hơn nữa. Cảm ơn góc nhỏ trong tim. Cảm ơn bạn. Cảm ơn góc nhỏ trong tim nha. Chia sẻ với mọi người là ngày hôm nay á, anh Đạt cũng rất là hồ hởi, rất là vui khi mà livestream cái livestream này. Tại Kim Anh cũng chia sẻ với anh Đạt, cũng nói với anh Đạt, anh Đạt ơi, hay là tại vì thấy khán giả yêu thương mình quá mà mong chờ nhìn thấy được hình ảnh của cậu ba và Thị Bình hội ngộ với nhau, cho nên là thôi hai anh em mình mặc đồ cậu ba và Thị Bình để cho mà đo thỏa lòng mong ước của mọi người. Phim đang hot lắm, nên ngày hôm nay là coi như là Kim Anh đã phải dùng mưa mẹo để dụ dỗ cậu ba qua đây rồi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, trời quá trời comment luôn, đọc không hết. Cảm ơn luôn đó. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. 31.000 người không suy sụp luôn. Trời, hồi đó giờ em livestream là mười mấy ngàn, 20.000. Kìa. Đó, cô nàng, chị ơi em hỏi lại câu này, cậu ba ơi, cái đoạn gặp lại nhau sau 24 năm đó, em tưởng cậu ba nhận không ra thì bình liền. Ai ngờ cậu không nhận ra luôn. Cảnh quay này có áp lực hay cảm xúc gì đặc biệt không anh chị? Rồi anh trả lời trước đi rồi em trả lời. Thật ra đây là bạn Thu Thảo Lê, là báo bên Family. Rồi, thật ra này, cảnh quay thì nó không có gì là cái áp lực hết. Cái quan trọng là gì? Quan trọng là mình, anh với lại Nhật Kim Anh diễn có ra được cái cảnh đó hay không. Và đương nhiên là khi mà nhìn lại Thị Bình á, làm sao mà nhận ra được. Bởi vì sao? Bởi vì Thị Bình thứ nhất là đã già đi, đồng ý là hình dáng vẫn quen thuộc, nhưng mà cái quan trọng là gì? Cậu ba Khải Duy trong đầu nghĩ là Thị Bình đã chết. Và còn riêng về Thị Bình, sau những cái biến cố
là sống với một người chồng say rượu này kia các cái, thì đương nhiên cái hình thể và cái gương mặt vừa lớn vừa lão hóa đi, và cũng là vừa cái hình dạng nó cũng khác. Cho nên là nhưng cái quan trọng nhất trên hết là trong đầu nghĩ Thị Bình đã chết. Chính vì vậy sau này khi nhận ra đó là gì, đó là một câu hát ru. Yeah. Mà ngày xưa Thị Bình lúc Khải Duy hai người còn trẻ là Thị Bình hát ru cho Khải Duy ngủ. Chi tiết đó lúc đó mới biết à đây mới là Thị Bình, chứ còn ở đời người giống người nó giống nhau nhiều lắm, cho nên không thể nào nhìn cái là biết được. Thứ nhất á, là như cái ý của anh Đạt nói, và thứ hai như thế này, thứ hai á là cái tâm lý khi mà ông này ông đang giữ cái phòng đó là đặc biệt, là hoàn toàn không ai được phép bước vào trong cái phòng đó. Cho nên cái tâm lý của ổng đang rất là tức giận khi mà có một người đột nhập vào trong cái căn phòng kỷ niệm của ổng. Thì trong lúc đó là ổng đã đang rất là tức tối rồi, ổng không cần biết cái gì hết nữa rồi. Và sau đó nữa thì khi ổng nhìn bà này thì ổng ngờ ngợ thôi. Tức là ổng ngờ ngợ là à cái bà này thấy quen. Vì nhưng lúc mà đó em cũng ấy cái mặt xuống với cái khăn kia. Dạ đúng rồi. Với lại hơn nữa là lúc đó là cậu ba nhìn Thị Bình, nhưng mà nhìn trong một cái sự giống như là đang tức giận. Và trong cái một cái hào nhoáng hơn nữa là trong thâm tâm của cậu ba là lúc nào cũng nghĩ là Thị Bình đã chết rồi, không thể nào mà tự nhiên lại xuất hiện mà lại ở trong cái căn phòng kỷ niệm của hai người được đó. Cho nên đó là cái tâm lý. Và thứ hai nữa là Thị Bình Thị Bình thứ nhất là đã già đi, già quá cái số tuổi của mình. Bởi vì sao? Biến cố xảy ra. Quá nhiều biến cố. Thứ nhất là biến cố, thứ hai là trong lúc đang mang bầu ha, là con là mới có con sữa. Mà nếu mà cả nhà mình xem đục đúng cái chi tiết á, là lúc mà Thị Bình đang bị nhốt trong nhà kho á, là lấy cái khăn nhét vào tại vì sữa, rồi nói là à ấm ơi, con chắc con đang khát sữa của mẹ lắm đúng không này kia nọ. Thì rõ ràng lúc đó là Thị Bình vẫn chưa cai sữa cậu ấm, đúng chưa? Đó. Thì ngày xưa thì các bạn biết rồi, như thời này á, thì cai sữa của một em bé thì khoảng chừng 1 năm. Nhưng ngày xưa nhiều khi cho em bé uống sữa mẹ nó nhiều khi 2, 3, 4 tuổi luôn. Đó là chuyện bình thường trong xã hội ha. Và lúc đó là mà các bạn mọi người cũng biết được là trong cái quá trình mà phụ nữ mà chưa cai sữa mà đụng nước hay là làm việc nặng hay tất cả mọi thứ thì nó sẽ không được như bình thường. Mà hơn nữa là đang mang bầu đứa thứ hai. Mà đang mang bầu đứa thứ hai nhảy xong thì nó lại càng làm cho một con người giống như bây giờ các bạn nghĩ coi, các chị em phụ nữ đang có con nhỏ đó, còn phải kiêng tắm, kiêng gội, kiêng đủ thứ để chi, để bảo vệ được cho cái sức khỏe của mình. Thì bà này thứ nhất trong bà Bình á, là khi bà nhảy xong là đã bị nhúng nước, và cũng như là ông Quý cũng có cái câu thoại đó, ai biểu lúc đó bà đẻ sớ, bà sanh xong bà đã gặp nước sớm làm chi, để bây giờ bà khổ như vậy. Lúc mà bà Bình bà bị đau tim á, rồi với lại cái bệnh tình của bà Bình cũng không thể nào mà giữ được cái dốc dáng hồi xưa nữa. Rồi thêm nữa là lam lũ khổ cực. Đúng rồi. Các bạn tưởng tượng đi, bây giờ khác nhiều lắm. Cho nên các bạn đừng có so sánh là à tại sao Thị Bình mới 40 mấy mà già quá, già như là 70. Thật sự các bạn phải nhìn ở những cái chi tiết khác nữa, chứ đừng đánh giá một mặt. Chứ thật ra với Kim Anh nha, Kim Anh hóa trang thành 40 tuổi dễ mà anh. Em chỉ sợ dài, sợ tóc bạc dài, nếp nhăn là xong rồi. Nhưng mà tại sao với hơn nữa một cái ở trong cái phân ở trong cái lôi vũ mà cổ xưa đó, lôi vũ mà thời là trong cái kịch bản gốc á, là hai người gặp nhau nhưng không nhận ra nhau. Đó, cực kỳ khó. Với lại 24 năm rồi các bạn. 24 năm mà trong thâm tâm ông này là nghĩ là bạn này chết rồi. Đó. Và còn một cái chi tiết nữa mà rất là nhiều người thắc mắc là tại sao bà Hạnh Nhi, tại sao cậu ba yêu thương Thị Bình như vậy mà lại không nhìn ra Thị Bình, mà tới khi Hạnh đi ra gặp Hạnh Nhi thì Hạnh Nhi lại nói tôi thấy bà quen như đã gặp hàng ngày. Thật ra các bạn không hiểu, bà Hạnh Nhi là mỗi ngày đều phải vào trong cái phòng đó để mà giống như bà đã nhìn, giống như là nhìn thấy cái hình trên bàn thờ đó. Bà nhìn trên cái bàn thờ thì tâm trí của bà đâu có cái sự là giống như bà nghĩ là bà này chết hay gì. Bà nhìn thấy cái hình đó với bà này có một cái gì đó, nét gì đó quen đó. Cho nên mọi người không có hiểu, mọi người coi mọi người phải hiểu được những cái chi tiết đó. Dĩ nhiên là Hạnh Nhi chưa bao giờ gặp bà này hết, nhưng mà chưa bao giờ gặp bà Thị Bình, nhưng mà
đã có nhìn những cái tấm hình của Thùy Bình rồi. Ừ. Đúng không? Bà vô lén thôi chứ. Ừ, bà vô lén. Đâu có cho bà vô. Đúng rồi, cũng không cho bà này vô luôn á, bà này bà vô lén. Thì bà mới khám phá thì bà nhìn thấy được. Và các bạn biết không? Trong cái lòng mà của người đàn bà, người phụ nữ mà ghen á, mà ghen với cái người đàn bà của người đàn ông của mình á, là vợ trước á, thì ghim cái hình ảnh nó trong tim dữ lắm à. Vậy à, ghim dữ lắm. Cho nên là cái người mà phụ nữ của chồng mình á, là coi như chỉ cần lướt qua cái tấm hình thôi là ghim vào trong tim rồi. Cho nên đâu có cần phải nhìn hình của Thùy Bình mỗi ngày. Cho nên là mọi người phải nói chung là mình coi phim, nhưng mà mình phải hiểu những cái tâm lý đó nữa. À, với lại cũng có bữa bạn phóng viên nói là có khán giả nói anh là nói anh với em luôn là sao, tại sao hai người phần hai già quá. Ừ. Nhưng mà thật ra nãy giờ á, là Kim Anh mới vừa lý giải tại sao già. Còn riêng anh á, tại sao già? Tại sao bỏ một vùng đất, bỏ nhà để đi lên một vùng đất mới, để tạo được nguyên cái đồn điền đó đâu phải là chuyện đơn giản. Đúng là rồi. Phải suy nghĩ dữ lắm chứ. Trời ơi, nó là cả là một gia quá chạm, trình. Gia chạm. Cho nên già là chuyện bình thường. Với lại hơn nữa là trong cái thâm tâm của cậu ba, hầu như lúc nào cũng đau đáu về một cái mối tình đau thương của mình. Các bạn thấy hầu như lúc nào ổng cũng vô trong phòng để mà tâm sự nói chuyện với lại một người đã mất, đó là Thùy Bình. Thì cho nên là các bạn coi, các bạn hiểu tâm lý và phải coi chi tiết. Chứ các bạn có nhiều người á, có nhiều người ngộ lắm, họ không có coi hết phim, chưa có coi hết phim gì hết trơn á là đã bình luận tùm lum tùm la rồi. Giống như là ủa tại sao cậu ấm lúc đi có 2-3 tuổi à, mà cưới Hạnh Nhi rồi Hạnh Nhi lớn hơn 8 tuổi rồi. Nhưng mà mọi người không hiểu là thật ra khi trước lúc mà là cưới Hạnh Nhi á, là cậu ấm đã 8 tuổi rồi, và lúc đó Khải Duy đang lập đồn điền rồi đó. Lúc mà săn bắn á, là lúc đó cậu ấm đã là 8 tuổi rồi. Là các bạn có nhớ cái phân đoạn phải coi từ tập 1 coi lượt. Đúng rồi, coi, các bạn có nhớ cái phân đoạn mà mẹ của Khải Duy lên tìm Khải Duy không? Cậu ấm chạy vòng không? Bí bo đó. Nó đã lớn rồi, xong rồi mẹ của Khải Duy là bà nội đó nói là hình như tôi có nghe nói là Khải Duy để ý đến một cô rất là xinh đẹp phải không? Thì bà Bảy bà mới nói là dạ đúng rồi, đó là cô Hạnh Nhi, con của ông này ông kia đó. Thì các bạn coi, các bạn phải hiểu, tại vì trong cái phim này á, nó có nhiều cái đoạn hồi tưởng đó các bạn. Nó sẽ không lý giải ngay từ đầu mà nó sẽ là có những đoạn hồi tưởng, cho nên các bạn phải coi đầy đủ nha. Nói chung là ngày hôm nay thì Thùy Bình và Khải Duy, Thùy Bình và cậu ba chia sẻ với mọi người như vậy. Thì chốt lại cái livestream này để chuẩn bị tặng quà cho mọi người nha. Thì cậu ba là bây giờ là cậu ba có công việc, là cậu ba phải đi rồi. Cho nên là cậu ba phải bye bye mọi người thôi. À, cho nên là mọi người có tiếc nuối gì không, có hỏi gì không? Nhật Kim Anh nói là chính xác, tại mọi người không để ý thôi, ghen với vợ trước thì phải để trong lòng, hờn ghen dữ lắm. Đúng rồi Thanh Võ. Trời ơi, bây giờ ví dụ như bây giờ đơn giản thôi, bây giờ mình ví dụ như ví dụ nha, ví dụ là Thùy Bình yêu cậu ba đi. Bây giờ cậu ba ví dụ như đưa một cái tấm hình ra, Thùy Bình ơi hồi xưa anh yêu nhỏ này lắm nè. À, đơn giản vậy thôi, tôi chỉ cần nhìn một lần thôi là tôi ghim trong lòng rồi. Đâu có cần là phải gặp hàng ngày, đúng không anh? Đúng không? Tức chứ, ghen chứ. Cái đó tâm lý phụ nữ tâm, mà sao tâm anh lý biết được? Ừ, tôi... rồi bà xã nhà có ghen giống vậy không? Bà xã hiền lắm, không có ghen đâu. Tại vì bà chưa thấy được hình nào ngày xưa. À trời ơi, vậy là giếm dữ lắm nè. Vậy là giếm dữ lắm rồi, phải không? Ok, bây giờ thì Kim Anh sẽ livestream cùng tất cả mọi người. Tại vì anh Đạt phải đi với bà xã có công việc rồi, cho nên là anh Đạt nói lời chào tất cả mọi người đi nè. Cảm ơn Đạt, xin được chào tất cả mọi người. Cậu ba hả? Cậu ba. Không, cậu ba trong phim thôi. Rồi, cậu ba trong phim. Xin được chào tất cả mọi người đã dành tình cảm cho bộ phim, cũng như là Thùy Bình, Khải Duy và cũng như tất cả các bạn diễn viên khác. Và xin chúc mọi người, tất cả nhà mình một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bên những người thân của mình. Xin phép. Xin chào, bye bye. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye với là anh Đạt thôi. Còn tôi nè, Thùy Bình bây giờ là phải ngồi tặng son nè. Trời ơi, khổ tâm lắm. Bye cho bye. Nên mọi người phải chia sẻ liền tay nha. Ok, bye okay, bye em. Dạ. Có gì em, thì bây giờ mọi em người sẽ... có hỏi gì về anh, em trả lời giúp anh luôn. Rồi, ok, em trả lời giúp anh luôn. Ok, bye bye. Yeah, bye bye. Rồi. Bye bye. Lấy ly nước cho anh Đạt. Ok, vậy em ngồi em tặng son cho mọi người nha. Tại vì lỡ hứa rồi.
mà để cho anh Đạt đi với bà xã có công việc, cho nên là lỡ hai anh em hẹn nhau rồi thì phải gặp nhau để mà gặp gỡ tất cả mọi người. Rồi bây giờ thì như đã hứa. Ok, bye bye cậu ba thân thương. Hôm nay mọi người sao? Hôm nay mọi người gặp cậu ba và thầy Bình rồi, mọi người là đã thỏa lòng mong ước chưa? Anh đi đâu? Rồi bây giờ nha, trước khi mà thầy Bình tặng son cho mọi người đó, mọi người nhớ là chia sẻ cái livestream này để được tặng son nha. Thì bây giờ trước khi mà tặng son thì Kim Anh sẽ nói lại một lần nữa với cả nhà nha, là viên uống mọc tóc hair loss của bên công ty mỹ phẩm Laura Sunshine và được sản xuất tại Pháp đã về Việt Nam, và bây giờ thì cả nhà mình hãy gọi liên hệ đến tất cả các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mình mua hàng ngay. Giá của một hộp viên uống mọc tóc này là 650 nha, được chiết xuất từ cây tầm ma và cỏ đuôi ngựa cũng như phấn hoa ong. Nó giúp cho mọc tóc nhanh, giảm gãy rụng và nó to cái nang tóc ra đó cả nhà. Cái nang tóc của mình nó to ra thì nó sẽ giữ trên tóc của mình và nó không bị rụng nữa nha cả nhà. Liên hệ liền đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên nha. Kim Anh không bán lẻ, vì vậy cho nên các bạn vui lòng liên hệ nha. Hoặc là các bạn có thể gọi 0283537999 nha. Rồi bây giờ thì Kim Anh sẽ thay mặt cho anh Cao Minh Đạt để tặng những cây son đến tất cả mọi người nha. Rồi bây giờ tặng son nè. Cảm ơn. Đợi chị chút nha, baby xinh đẹp. Baby xinh đẹp, đợi chế chút. Rồi bây giờ nè, sẽ tặng cho cả nhà mình cây tặng cho cả nhà mình cây son đầu tiên sẽ thuộc về ai? Không cho các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên chơi nhé. Chỉ cho khách hàng của chúng ta chơi thôi. Rồi bây giờ Kim Anh sẽ bấm chữ tặng. Tặng nha. Phải chia sẻ lẹ lên đi thì mới nhận được cái chữ tặng này nha. 1, 2, 3. Rồi cây son đầu tiên sẽ thuộc về ai? Thuộc về Bích Nguyễn. Xin chúc mừng Bích Nguyễn. Đây ghim lên luôn. Bích Nguyễn, coi xe chưa, nếu xe rồi mới được nhận cây son của bên Nhật Kim Anh nha. Son được sản xuất tại Hàn Quốc, màu rất là đẹp luôn, mới vừa về 5 màu và một cây son dưỡng vô cùng là xinh tươi, xinh màu rất là trend nha, đang hot trend bây giờ, đẹp lắm nha cả nhà. Đó, màu chuẩn luôn nè. Đây màu 0006 07. Đây màu hot trend của năm nay của bên Nhật Kim Anh nè. Đó. 05. Đây màu 0. Rồi, hot trend năm nay nha các tình yêu. Hot trend. Rồi có chưa, Bích Nguyễn đã nhận đã xe chưa? Chưa xe thì chưa được tính nha. Trong thời gian chờ kiểm tra coi Bích Nguyễn đã xe chưa thì Kim Anh cũng nói luôn là bên công ty Nhật Kim Anh á, là đã có hai chai, một chai detox và một chai này là chai xịt nhụy hoa nghệ tây. Thì nhụy hoa nghệ tây thì các bạn cũng biết rồi, vô cùng đắt đỏ tại Iran, nó có thể ví như vàng đỏ vậy đó. Và ngày hôm nay thì công ty mỹ phẩm Laura Sunshine của Nhật Kim Anh nha đã phối hợp với các chuyên gia Hàn Quốc để nghiên cứu ra cái nhụy hoa nghệ tây này có thể sản xuất ra những cái dòng như là mặt nạ nè, xịt khoáng nè, để giúp cho bồi bổ cho da của mình từ bên ngoài vào. Các bạn thì thường uống nhụy hoa nghệ tây là uống vào bên trong thôi đúng không? Uống vào bên trong thôi, và bây giờ thì chúng ta đã có mỹ phẩm để sử dụng rồi nha. Thì mặt nạ của bên Nhật Kim Anh cũng được sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Một hộp như thế này là 6 là 5 miếng. 480.000 mà 480.000 một hộp. Nếu mà các bạn mua lẻ thì chỉ có 100.000 một hộp thôi nhé. Còn đây là chai xịt xịt khoáng nhụy hoa nghệ tây nha, cực kỳ nó lại giúp cho da của mình nó giảm đi những cái vết thâm nám và nó giúp cho trắng da, mịn da và ngăn ngừa lão hóa rất là good. Sữa tắm nữa nha các bạn.
Sữa tắm cũng sản xuất sữa tắm của Nhụy Hoa Nghệ Tây rồi nha. Sữa tắm luôn nè các bạn. Chai xịt khoáng này á, chai xịt khoáng này bao nhiêu vậy? Quá trời người hỏi kìa. Chai xịt khoáng này bao nhiêu? Hả? 650. Chai xịt khoáng này là 650. Còn chai detox này nó có công dụng á là thải độc. Ví dụ da của các bạn đang bị độc tố thì nó sẽ thải độc ra, thì giá của nó mắc hơn, đó là 990.000. Ha, còn cái chai này là có 650 thôi. Còn sữa tắm? Dạ sữa tắm 650. Sữa tắm 650 luôn. 550 sữa tắm 550. 550 lộn nha, sữa tắm 550 nha, tại nhiều sản phẩm quá nên Kim Anh không nhớ. Còn ngày hôm nay thì Kim Anh muốn là cả nhà mình thấy được là siêu phẩm mọc tóc. Kim Anh hồi xưa mới sanh tin á. Lúc mà mới sanh tin á là coi như nó rụng tóc khủng khiếp. Nó rụng mà bị hói chỗ này nè, nó bị hói vô luôn. Xong rồi cứ mỗi lần mà đi quay hay là đi đâu á là cứ phải làm cái mái tóc phồng lên dày. Xong rồi lấy cái màu phấn á, màu cái màu mắt á với lại cái chì vẽ chân mày nè. Cái quẹt ở đây nè cho nó đừng có bị ấy. Nói chung là mỗi lần như vậy khổ lắm luôn á. Anh nên hiểu được cái tâm lý của mọi người nên Kim Anh mới sản xuất, mà được cái là sản xuất tại Pháp cho nên là mọi người cũng yên tâm nha. Rồi chúc mừng Bích Nguyễn đã share cái livestream này. Ngày mai hoặc là ngày mốt thì nhân viên của bên công ty của Kim Anh á sẽ liên hệ đến các bạn để gửi hàng cho các bạn nha, để gửi son cho các bạn nha. Son bên Kim Anh là có 5 màu mới, 10 màu lận, nhưng mà hôm nay Kim Anh nói về 5 màu mới. Còn 5 màu cũ của bên Kim Anh đây nè. Đây 5 màu trước. Cũng được sản xuất tại Hàn Quốc nha. Với chiết xuất từ sáp ong cho nên là các bạn yên tâm là rất là vô cùng tốt, và nó không có bị chì, cam kết là không có chì. Đây là 5 màu trước và đây là 5 màu mới nhất của bên Nhật Kim Anh. Kim Anh sẽ gửi cho Bích Nguyễn nha. Chúc mừng Bích Nguyễn. Rồi bây giờ sẽ tặng tiếp cho bạn nào nè, may mắn nè. Kim ơi, ra nè, chị tặng nè. Rồi tặng nha. Tặng. Rồi. Tặng. Tặng rồi, tặng rồi. Rồi Cẩm Cưng. Chúc mừng Cẩm Cưng fan. Coi Cẩm Cưng fan coi là đã share chưa. Rồi chúc mừng Cẩm Cưng fan. À, cả nhà mình biết không, trong thời gian Bánh Bèo nó tìm hiểu coi là Cẩm Cưng fan đã share chưa, thì bây giờ Kim Anh cũng nói nha. Son của bên Nhật Kim Anh là 5 màu này thì vô cùng là đặc biệt. 10 màu lận nhưng mà bây giờ là đang nói về 5 màu mới nhất nha. Và một cái con dưỡng Di Đà Phật. Văng cây son mà rớt cái chén luôn, dễ sợ. Lụm cây son lên cho chị coi. Cây son dưỡng thì rất là mịn môi, cũng như là nó giúp cho không có bị khô môi nha các bạn. Son thì 350 một cây. 350.000 một cây nha các bạn. Rồi Cẩm Cưng thôi xe chưa? Xe rồi, chúc mừng Cẩm Cưng. Chúc mừng Cẩm Cưng nha. Ok, ngày mai bên công ty của Kim Anh sẽ liên hệ đến các bạn để gửi tặng những cây son này của cậu Ba Vệ Thị Bình nhé. Và bây giờ thì tặng người thứ ba nè. Người thứ ba. Rồi, người thứ ba nhận hàng. Người thứ ba đâu, người thứ ba là người nào hơn nào. Cẩm Vân. Chúc mừng Cẩm Vân. Kiểm tra coi Cẩm Vân đã share cái livestream này chưa. Có share và like chưa nha. Chị Bình. Nhớ nha cả nhà, sản phẩm của bên Nhật Kim Anh thì các bạn yên tâm là được qua những cái khâu kiểm nghiệm cũng như là rất là kỹ càng từ bên Pháp. Sau đó thì về Việt Nam, và về Việt Nam thì lại được kiểm duyệt thêm một lần nữa, cho nên là các bạn hết sức yên tâm nha. Viên uống ngọc tóc được sản xuất tại nước Pháp, giá là 650 một hộp. Các bạn có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua hàng. Tại vì Kim Anh thì bên Kim Anh thì không bán lẻ, vì vậy cho nên là các bạn nhớ nha. Còn không thì những ai mà cần
cần mua hàng á, thì cần thắc mắc gì đó thì liên hệ 028 3537 9999 nha. Các bạn biết không, những cái mặt nạ này nè, hiện bây giờ bên công ty đang gần hết hàng rồi. Các bạn liên hệ liền đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên để mua hàng liền nha. Mặt nạ nhựa hoa nghệ tây một hộp như vậy là 480, và ở trong một hộp như vậy thì nó có 5 miếng. Đó gọi là super food for your skin, cho nên giúp cho da của các bạn cải thiện rất là nhanh luôn. Những ai mà đang chuẩn bị làm cô dâu á, hay là đang đi tiệc hay đi như thế nào đó, thì mình cần cung cấp độ ẩm liền cho da thì cái mặt nạ này đáp ứng được nha. Nó là một trong những, có thể nói là cứu tinh của Nhật Kim Anh mỗi lần đi quay hay là đi đâu á, mà cái da á, nhiều khi mình đi nó bị dị ứng với lại thời tiết nè, dị ứng với nước nè. Ví dụ như Kim Anh vừa rồi, Kim Anh đi Nhật á, nó nóng quá đi, về tới Việt Nam cái là nó bị red out cái da luôn. Kim Anh đi qua Mỹ thì nó lạnh, cho nên về đến Việt Nam là nó red out cái da, thì nó là cái hàng cứu tinh Kim Anh khủng khiếp luôn. Lúc Kim Anh đi máy bay là Kim Anh cũng đắp mặt nạ, cho nên là giúp cho cái da của mình lúc nào nó cũng đầy đủ, nó cung cấp đầy đủ, cho nên da mình không bao giờ mà xấu đi hết á. Chị ơi, ở Đài Bắc, Đài Loan, lát nhắn tin Bèo địa chỉ gửi về nhà được không? Được nha Cẩm Cưng, có gì em nhắn tin cho Bèo nha. Rồi bây giờ Cẩm Vân, ủa Bèo ơi, xe rồi, rồi Cẩm Vân xe rồi, chúc mừng Cẩm Vân nha. Công ty sẽ liên hệ với Cẩm Vân để gửi gửi cái cây son của Thị Bình và cậu ba gửi tặng cho cả nhà nhé. Đây, đây là son cho nhìn một lần nữa nha. Son của Bình Nhật Kim Anh đó nhé. Ok. Rồi bây giờ tặng cái nữa nè. Là chia tay mọi người để mọi người chuẩn bị coi phim nhé. Để mọi người chuẩn bị coi phim Tiếng Sét Trong Mưa của Bình Nhật Kim Anh nha. Nhớ nha cả nhà, viên uống mọc tóc là phải cần phải kiên trì, chứ không kiên trì là không kiên trì là không thể nào mà rồi bây giờ tặng nè. Ủa có chưa? Ok, 1 2 3 tặng rồi. Chúc mừng Dương Lê, Dương Lê ghim nè. Rồi chúc mừng Dương Lê nha, Dương Lê đã nhận được cây son của bên Nhật Kim Anh. Cả nhà mình liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên liền nha. Tại vì đợt này Kim Anh về thử, về số lượng rất là ít, cho nên là cả nhà mình đặt hàng liền chứ không cháy hàng, uổng lắm nha cả nhà. Làm sao được tặng xong vậy Mèo? Chỉ đơn giản thôi mà, mình share cái livestream. Chụp lại hả? Dương Lê đó. Ghi cái số điện thoại của mình lên. Share rồi phải không? Chúc mừng Dương Lê nha. Rồi, ngày hôm nay vậy là Kim Anh đã tặng được 5-6 cây son gì đó rồi. Thì hy vọng là cả nhà mình sẽ luôn luôn ủng hộ cho công ty mỹ phẩm Laura Sunshine của Nhật Kim Anh nha. Kim Anh nhắc lại một lần nữa, công ty mỹ phẩm Laura Sunshine là của Nhật Kim Anh, chứ Kim Anh không làm đại sứ, cũng không làm đại diện cho ai hết nha cả nhà. Cho nên là khi mà mọi người mua ủng hộ thì là ủng hộ cho chính Nhật Kim Anh nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một đêm là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ thì Kim Anh sẽ chào mọi người, để bây giờ chúng ta sẽ vào trong. Kim Anh sẽ vào trong để coi phim rồi. Mọi người mở truyền hình Vĩnh Long lên nào, đúng 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần nha. Hôm nay là chiếu tập 38 39 rồi. Tập hôm nay rất là hay nha cả nhà. Bye bye. Chúc cả nhà mình một đêm vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye.